Xin chào các bác và anh em. Hôm nay Lam Ngọc thi công mẫu vách TV sử dụng tấm vân đá đối xứng tráng hương kết hợp với tấm năm sóng cao. Đây là kiểu trang trí vách TV theo xu hướng đang được sử dụng nhiều, bởi tấm vân đá tráng hương nhìn rất giống đá tự nhiên. Nó có thể ghép liền mạch vân đá mà không cần phải sử dụng nẹp hay phụ kiện đi kèm. Lam Ngọc có ghi lại quá trình thi công để các bác và anh em tham khảo về mẫu thiết kế để thi công trang trí cho bức tường sau TV nhà mình. Các bác cần tư vấn và thi công ốp trần tường nhựa lalo cao cấp, làm trần nhôm, trần thạch cao hay trần tôn, hãy liên hệ qua số điện thoại 0989 215 078 hoặc comment bên dưới clip. Lam Ngọc sẽ liên hệ tư vấn nhanh nhất có thể. Các bác đang xem clip thì cho chúng em xin một cái like và đăng ký kênh, bấm chuông để ủng hộ kênh và xem các clip tiếp theo khi Lam Ngọc chia sẻ lên YouTube các bác nhé.
bố mà vợ về mà nghe cầm đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuống kia đấy. Mẫu vách TV kết hợp giữa tấm nam sóng cao và tấm vân đá đối xứng tráng hương sau khi đã được hoàn thiện, nhìn rất đẹp và sang trọng. Chỉ cần tút tát một chút keo phá lỗi ở các điểm nối tấm nữa là chúng ta sẽ có một bức vách TV có tính thẩm mỹ rất cao. Các bác cần tư vấn và thi công ốp trần tường nhựa la lô cao cấp, làm trần nhôm, trần thạch cao hay trần tôn, hãy liên hệ qua số điện thoại 0989 215 078 hoặc comment bên dưới clip. Nam Ngọc sẽ liên hệ tư vấn nhanh nhất có thể. Các bác đang xem clip thì cho chúng em xin một cái like và đăng ký kênh, bấm chuông để ủng hộ kênh và xem các clip tiếp theo khi Nam Ngọc chia sẻ lên YouTube các bác nhé. Chúc các bác và gia đình mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.